tiêu của bài quyền thị lực. Ngoài cái chuyện đó, mà mình dùng cái phương pháp mà hô máu và làm cho đã thông những mạch máu được bế tắc, thì cái tam tinh ngũ bội gần như là nó là một cái phương pháp mà ưu điểm mà mạnh nhất của bài lực. Ai mà nắm được bí quyết ngũ bội tam tinh thì người đó sẽ thành công trong việc bấm quyệt của bà Huỳnh Thị Lịch. Và ngũ bội tâm tinh á, là mọi người cứ tưởng tượng là cái cơ thể mình á, mà muốn mà có mạnh cái gân, cái cơ lên, thì tất cả đều bị phụ thuộc ở cái ngũ bội tâm tinh. Mình cứ tưởng tượng nó giống như cái dây đàn. Cái dây đàn á, là căng lên. Cái dây đàn căng lên, cái dây đàn mà đàn mà tốt mà thanh tao á, cũng như cái giọng hát của những người trẻ họ mạnh mẽ và trong trẻo hơn ấy, thì để thể hiện cái ngũ bội tâm tinh tốt. Còn cái người mà lớn tuổi rồi thì cái giọng hát nó nhão nhẹt rồi, nó yếu rồi, nó không còn trong sáng nữa, thì ngũ bội tâm tinh lúc đó nó nhão nhẹt giống như cái giọng hát. Cho nên á, là khi mà mình điều trị cho những người trẻ thì mình điều trị khác, vì họ rất là dễ, vì người trẻ họ còn sức khỏe. Nhưng mà người mà tuổi lớn rồi đó thì cái tam tinh ngũ bội á, nó đều yếu hết. Mà muốn đánh giá cái người đó mặc dù có tuổi mà còn khỏe mạnh hay không là đánh giá vào ngũ bội tam tinh. Khi mà mình để vô á, mà mình thấy cái gân á, nó căng ra bật được á, thì mình bật vô á thì nó mới có hiệu quả. Còn nếu mà vô á mình thấy nó nhạo nhẹt hoặc nó yếu, rồi bấm vô người bệnh coi như không có cảm giác gì hết, thì là người đó là yếu rồi. Giống như người lớn tuổi mình lại bấm, mà mình thử bấm hai chân của bồi tâm tinh, mình thấy người ta đứng dậy, người ta mình bấm xong đó là người ta không có nghe cảm giác gì hết, một cái chân thì biết cái chân nó bị liệt rồi. Còn cái chân mà không bị liệt á thì nó nhạy cảm hơn. Thì cái cách của mình làm á là không phải một lần mà mình có thể chữa khỏi bệnh được, mà mình phải có nhiều cái thời gian. Cái thời gian của mình á là nếu mà muốn mà về mà làm tốt á, ở đây ai mà làm thầy thuốc á thì cũng chịu khó là vậy nè. Trước khi chữa cho một bệnh nhân á, cho họ nằm ít nhất là 2 tiếng đồng hồ chườm đá nóng. Khi mà chườm đá nóng ở vùng gan xong á thì máu huyết họ gần như á là nó lưu thông hết rồi, thì lúc đó mọi người khỏi cần là khai thông kinh khí, khai thông máu huyết gì hết, thì lúc đó mình bấm vô là tác dụng liền, và những cái gân cơ nó cũng sẽ mạnh lên liền. Thành ra là mình có một cái thuận lợi á, là mình sử dụng cái ngũ bội tâm tinh á là nó hay tuyệt vời luôn. Thấy không? Cho nên á là nói đi rồi nói lại để cho mọi người hiểu là khi mà mình bấm cho một cái bệnh nhân á thì bao giờ cũng không có thể thoát được ngũ bội tâm tinh. Ở bất kỳ bệnh gì bà Linh cũng đều sử dụng ngũ bội tâm tinh hết. Cái ngũ bội tâm tinh là một cái thước đo sức khỏe, một cái thước đo sức bật của một cái người đó tồn tại hay không tồn tại. Thành thử là có nhiều khi là phải chữa là một tuần lễ, nửa tháng thì cái người bệnh bắt đầu mới bật ngũ bội tâm tinh được, tại họ yếu. Như tôi đã nói từ lúc đầu, mình có cái may mắn là mình có cái đá và trồn nóng dùng ngang, mình làm giảm cái mao mạch nội tạng, mình làm cho cái máu huyết nó lưu thông, thành ra những cái gân cơ nó cũng được ăn theo. Do đó là cái ngũ bội tâm tinh mình phục hồi nhanh hơn trước đây. Thành ra là cái người mà đến chữa bà Lịch đó, đâu phải chữa một ngày buổi đâu, hết tháng này qua tháng kia chứ. Cứ đến chữa, rồi mỗi ngày nó tiến triển chút, mỗi ngày tiến triển chút. Nhưng mà ở cái thời buổi hiện nay, không ai có thời gian mà làm được cái điều đó. Thì may mắn là chúng ta có đá nóng, chúng ta trường. Thì như vậy là cái sức bật nó sẽ nhanh lên hơn. Thì cái điều mà tôi muốn nhắn nhủ với mọi người mà muốn cho giỏi thì phải thường xuyên giúp cho mọi người. Trong cái câu nói mà hồi xưa giờ tôi dẫn dạy mọi người, Savonone nông cường bua, cường sư qua, tức là khi mình biết cho mình sẽ nhận. Mình cho nhiều chừng nào thì mình nhận nhiều chừng nấy. Cái nhận của mình là gì biết không? Là cái kinh nghiệm, là cái sức lực. Cho nên mọi người học ở đây là thực hiện được liền. Nhưng mà muốn Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm Huyệt
thập chỉ liên tâm.